Mời quý vị tiếp tục nghe bản tin nhé. Lên trên đồi kia nào. À? Ồn lắm. Cháu lên đồi đây. Bắt tin cái kia. Vâng. Lên trên đồi nghe thôi. Dưới kia ồn lắm. Hát 2 tiếng nữa xong đi ăn cơm nhé. Dạ, ôi dồi ôi, chỗ này để máy khó nhỉ. Lớp lắm. Tiên sinh cay mới vui ạ. Vâng. Ấy ngồi các chị hát chỗ này không tí ngủ say luôn đó, mát lắm. Chỗ gốc cây đây này. Ấy ơi. Con muỗi đốt cũng không biết nữa rồi, thế này ấy. Hát chỗ này mát lắm. Tôi mèn đốt tôi kệ luôn. Còn vào không? Vào. Thế này con muỗi đốt cũng kệ ha. Hay lắm. Rồi bâu không biết. Rồi bâu không biết rồi. Chỗ này dốc quá phải để lệch lệch nhé được không? Xem còn cậu ổi nào không? Hết sạch rồi. Bye.
tay ơi nhắm mồ. Bye.
con nhớ.
kín hàng xe cái là má. Con đấy nắc gì vậy? Nghe to hẳn sẽ đóng cái đấy, đóng xóm cái hả? Phải xem này. Thích quá. Nó giờ mừng vả chúng vậy. Cái tiếng này, cái tiếng này.